Thưa quý vị, sau gần 20 ngày nỗ lực thì hành trình tìm kiếm những đối tác xuất sắc nhất để tham dự chương trình Chinh Phục Biển Mây Vươn Ra Biển Lớn đã kết thúc. Nhưng ai sẽ là người chiến thắng? Ai sẽ cùng Mylen chinh phục một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới? Sau đây, xin mời quý vị theo dõi lên màn hình để chiêm ngưỡng du thuyền của chúng ta. Để quý vị chờ đợi thêm nữa, sau đây tôi xin công bố tên của 39 đối tác đã trở thành khách mời danh dự của Mylen tham dự chuyến đi sang trọng trên du thuyền 5 sao tại Hạ Long vào cuối tuần này. Xin được chúc mừng đối tác Nga Pro, Trần Thị Mai 1994, Bùi Tuyên 1983, Nguyễn Thị Hoa 1969, Sinh Phạm 20, Vũ Thị Đào, Hoài Lai 1, C19, Xe Mylen TV6, Hoàng Tươi 1988, Đức Bình, Phim Club, Đình Tráng, N Triệu Hân, Tạ Minh 42, Vi Thúy, Trung Triệu Phú Mylen, Nhàn TT 2020, Dô Sa Phương 16, Phan Nam Khánh, Nguyễn Văn Xuân, Phạm Nữ Pro 1, Phương MP, Tạ Loan 83, Đỗ Thị Sinh, Mylen VP, Quyên Phan 92, Nguyễn Văn Núi, Nguyễn Thị Hiền 1989, TQVT QVM 1, Minh Phương 68, Phương Kiều, Thịnh Đô La, Nguyễn Yến, Kim Chi 1970, Nguyễn Văn Cường Pro, Mylen 2, Thu Hoàng, Trung Tỷ Phú 51, Xe Tường Dương. Xin được chúc mừng tên của 39 đối tác. Và ngay sau ngày hôm nay thì bên chăm sóc khách hàng của Mylen sẽ gửi lại hành trình về chuyến du lịch cuối tuần này cho các quý khách hàng. Xin cảm ơn ạ.